Nam Phụ xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai mùng 4 tháng 4. Sau đây là những tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Nắng nóng khắc nghiệt, nhiều nơi vượt 40 độ C. Sớm ứng phó nắng hạn. Động đất mạnh 7,2 độ ở Đài Loan. Thưa quý vị, hôm nay Sơn La, Hòa Bình và Bắc Trung Bộ tiếp tục nắng nóng đến đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40 độ. Phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ nền nhiệt giảm nhẹ từ 1 đến 2 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3 đến ngày 4 tháng 4, khu vực Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối, thấp nhất phổ biến từ 30 đến 35%. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối, thấp nhất phổ biến từ 50 đến 55%. Nắng nóng ở các khu vực trên kéo dài từ 10 giờ đến 18 giờ trong ngày và đạt đỉnh vào khung giờ 13 đến 15 giờ. Người dân lưu ý không ở ngoài trời trong khoảng thời gian dài vào trưa và chiều, khiến cơ thể có nguy cơ mất nước, đột quỵ vì sốc nhiệt. Trong khi đó, các nơi khác ở Tây Bắc Bộ, từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Nam Bộ, có nắng nóng dao động từ 35 đến 37 độ. Nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt ở khu vực Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Nắng nóng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và từ Đà Nẵng đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 tháng 4, sau đó nắng nóng suy giảm dần. Nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong đêm nay và ngày mai mùng 4 tháng 4. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Thành phố Vinh, mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Thành phố Huế, nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Thành phố Đà Nẵng, mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, ít mây, trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Quý vị thân mến, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng đầu tiên của mùa hè năm nay, nhưng nền nhiệt đã rất gay gắt và cao hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiều nơi chạm ngưỡng từ 39 đến 40 độ C, một hiện tượng hiếm thấy so với cùng thời kỳ những năm trước. Thực tế, do ảnh hưởng của El Nino, từ đầu năm đến nay, lượng mưa ở nhiều vùng trên cả nước bị thiếu hụt, nắng nóng kéo dài đã gây ra hiện tượng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Trong khi đó, ngoài nắng nóng, dự báo mùa lũ năm nay ở Bắc Bộ ít có khả năng đến sớm. Dòng chảy đến các hồ chứa lớn trên sông Đà có thể thiếu hụt từ 30 đến 40% so với trung bình nhiều năm. Nguy cơ tiếp tục xảy ra nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, nhất là ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ. Trước tình hình cấp bách nêu trên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 11 CTTTG ngày 1 tháng 4 năm 2024, yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Cụ thể, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến và dự báo thời tiết, khí tượng, thủy văn, nguồn nước, xâm nhập mặn. Kiểm kê, nắm chắc thông tin về nguồn nước trên địa bàn để cập nhật phương án, kế hoạch phòng chống phù hợp với các kịch bản về nguồn nước. Đặc biệt, các địa phương cần chú trọng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động có hình thức linh hoạt tích trữ nước ngọt, sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả. Đồng thời, vận hành hiệu quả các hệ thống, công trình thủy lợi để lấy nước, chủ động trữ nước, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tối thiểu nước tưới cho cây trồng khi xảy ra thiếu nước. Hạn chế thiệt hại đối với sản xuất, kinh doanh, nhất là lĩnh vực nông nghiệp. Một nhiệm vụ quan trọng nữa là các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với ngành điện cùng các đơn vị chức năng xây dựng phương án vận hành các hồ chứa thủy điện và huy động điện phù hợp tới các nhà máy thủy điện để đảm bảo nước sinh hoạt, đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng nước và đáp ứng nguồn nước cho phát điện. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt cũng có nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Vì vậy, các địa phương và ngành chức năng cần chủ động lên phương án phòng tránh, xây dựng kịch bản chi tiết để ứng phó với tình huống xấu nhất là hỏa hoạn có thể xảy ra. Nắng nóng còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Do đó, ngành y tế cùng với các ngành chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng tránh nắng nóng đến người dân. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến người già và trẻ nhỏ. Sáng nay, một trận động đất có độ lớn 7,2 độ Richter đã gây mất điện nhiều nơi ở thành phố Đài Bắc của Đài Loan, Trung Quốc. Thông tin ban đầu cho biết, có một số người mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập ở Hoa Liên gần vùng tâm chấn. Theo cơ quan khí tượng Đài Loan,
chấn tâm của trận động đất ở ngoài khơi phía đông của đảo Đài Loan. Đây là trận động đất lớn nhất tại hòn đảo này kể từ năm 1999, khi xảy ra động đất có độ lớn 7,6 độ Richter, khiến cho 2.400 người thiệt mạng. Hiện chính quyền Đài Loan chưa nhận được báo cáo về thiệt hại do trận động đất này. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc cho biết, rung chấn từ trận động đất này có thể cảm nhận được ở các thành phố Thượng Hải, Phúc Châu, Hạ Môn, Tuyền Châu, Ninh Đức ở Trung Quốc đại lục. Philippines cũng đang đưa ra cảnh báo sóng thần sau trận động đất tại Đài Loan. Tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên 3 miền trong đêm nay và ngày mai, mùng 4 tháng 4. Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, ít mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng khu vực Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng khu vực Sơn La, Hòa Bình từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ít mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Nam từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m. Quần đảo Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Bản tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai, mùng 4 tháng 4. Xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Xin kính chào và hẹn gặp lại!